Hey, hôm nay dắt mọi người đi hái trái cây nhà mình ha. Đây, mọi người biết cây này gì không? Đây là cây dâu. Đó, dâu cái trái của nó đi dài ha. Giống sâu không? Nhưng mà ngọt lắm mọi người ơi. À, rồi nó rớt cái gỗ rồi. Cái này là mình qua miền nhất rồi nè. Đó, dâu nhà mình là dâu trái dài, trái ngắn cũng có nữa. Đó, hái cho mọi người xem. Dâu loại này ăn ngọt, rất là ngọt luôn. Này, cái trái này mà chín một chút là bị chim mới gỉ hết nha. Đó, đây thành trái nữa. Ồ, nhìn thấy không? Chính là nó đỏ, hơi hồng hồng thôi là ăn đã ngọt rồi. Đợi chín nữa, chín nó đỏ nữa là nó ngọt lắm luôn. Rồi, con trái đây chín hơi đen. Đó, đó, đây là ở dưới ấy còn trái kìa, mình thấy không? Trái đây. Mình hái dâu đây là phải ngước từ dưới ngước lên như vậy nè. Đó, chứ không là nó sót. Đó, mọi người có trồng nhà dâu á thì nhớ trồng những cái trái dâu dâu dài gì nè ha, ăn nó ngọt dữ lắm luôn. Đó, còn dâu tròn bên đây, bên đây mình cũng có một cây nhưng mà ăn nó không có ngọt, nó chua ha. À, vị chua nhiều mà có khi nó không chua, nó cũng lạt nhách à. Dâu này chỉ có được ghim mà quậy nước uống thôi. Tới mùa hè làm nước đá đâu uống thì ngon. Nó bên kia cũng có trái hơi đỏ đỏ rồi đó, nhưng chưa đâu, chưa chín đâu. Cái này tới khoảng tháng 4 á, này mới cái tháng 2 à, tháng 4 là bắt đầu nó chín lộ đó. Trái lũ thủ không? Đó, cái dâu. Thôi giờ mình lên sân thượng mình hái dâu tây. Còn này là dâu tầm. Đây có cây giải nữa nè. Năm nay chắc có trái ăn. Ra bông rồi đó. Rồi, anh mới lội lên thân thượng, lội hơi đuối á. Hồi nãy mình hái dâu lại dưới á. Rồi, giờ mình lên thân thượng. Đây, nãy giờ là mình hái dâu tầm ha, dâu trái dài nè. Đó, được nhiêu đây. Bây giờ mình đi mình hái dâu tây. Mọi người thấy không? Dâu nhà mình đây. Nè, mình sợ nó hầm hơi á, cắt luôn cái đít ra nè. Nhưng mà chín chưa? Cái này hái cũng được mà chứ chưa chín lắm. Hái đi. Đây, ngon chưa? Cái này vẫn còn hơi trắng trắng.
trắng trắng thì ăn chua lắm. À rồi, tối qua mình lên mình hái mở ra hả? À, trời ơi, thấy không, chim sáng sớm nó ghỉa mất rồi. Mình hái ngồi chụp của mình kia, mình thấy không, bởi vì mình không có bịch lại là nó ghỉa mất tiêu. Mấy trái mình nó bị dị dạng rồi. Mấy con chim này nó lanh lắm, cũng may là trái nhỏ nhỏ, trái mà bự một chút nó tiết chết đi. À, hôm bữa có mấy con mình gãy không ngờ có mấy con nó bò ra, mình thấy mấy con này nó bay 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 bay. Mình lấy cái thuốc dịch, không phải thuốc mà cái kiểu cái nước dính á, dính mấy con ruồi này nè. Ruồi này là ruồi đục trái cây á, cái mình dán mình để cho nó dính nè, dính quá trời luôn nè. Mấy con bay bay nè, ruồi thì mấy con thôi. Đây, wow, trái này chín đỏ gụp luôn. Nó thấy không? Thơm lắm. Đó, vàng trên trên mình hái được mấy trái. Cái này là cũng bọc lại nè, đây hồi mình bọc lại quanh đây, quanh này trái này là chín mùi lắm luôn nè. Trái này cũng bự lắm luôn, thấy không? Cũng bự lắm luôn. Thơm lắm. Cái cây dâu mình trồng bữa bên này cứng rồi nè, cứng cáp lại rồi. Đây, ở đây, đây còn có trái chín không? Đấy, đây hái nè, cái này cũng quên bịch nè, đó, cũng quên bịch mà mai vẫn còn. Rồi cái trái này hôm bữa. Hôm bữa mình gọt ở trong cái chai nè. Đó, mình thấy không? Đây chín mềm lắm luôn. Thấy không? Ngon chưa? Này, bên đây còn hai trái bên này nữa. Còn cái tự này nữa. Wow, cái này nó mọc ra không có được đều lắm, nhưng mà trái cũng bự lắm luôn. Đây, thơm nức mũi luôn, thơm chưa? Rồi mình qua bên đây, còn với mấy thùng dưới đây nữa. Mấy cái trái này cũng chín rồi đây. Để mình lấy bịch bọc nó lại. Trái này, dâu này mình cũng hái đi. Dâu bạch tuyết nè. Dâu bạch tuyết này ngọt lắm.
ngon lắm luôn. Đây đó, hôm nay là mình hái được bao nhiêu dâu đây, rồi bây giờ mình tới mình hái cà chua ha. Này cà chua bữa nay chín cũng nhiều đó, mình xem cà chua này trái nó hồng hồng, nó không có được hồng hồng vàng vàng, nó không phải đỏ. Đây cà chua của mình đây là nay nó chín rồi ha. Cà chua bữa nay là cà chua này trái vàng, cái này trái vàng. Hôm bữa thì chín có mấy trái rồi, mình cũng hái trước. Bên đây còn mấy trái bên đây nữa. Đấy, cái này rồi. Đấy, chấm mọi người. Đây nữa nè, mọi người thấy chưa? Wow. Này. Đây là vườn trái cây nhà mình đây. Đó. Sáng là mình lên mình hái được nhiêu đây? À, cũng có được mấy trái sung chín. Nhưng cái này hơi vàng vàng thôi, chưa chín lắm, chưa có hái đâu. Cái này cũng được nè. Đó. Đây. Cái này có chín nè. Wow. Đó. Thấy không? Đẹp chưa? Cái này treo lên nó lại. Mình khi không thấy hồng hồng, hồng cũng lấy rồi mình bịt lại. Chứ không là rồi. Mấy con chim này cũng lạnh lắm. Nó lạnh hơn mình nhiều. Qua có hai trái dâu nhỏ nhỏ là mình nghĩ phải ra đêm mà chắc nó không có ăn đâu. Vậy mà sáng nay mình lên mình nó cũng rỉa mất tiêu rồi. Rồi. Đó, bữa nay là trái cây nhà mình đây. Thơm quá. Rồi mình hái đây để dành về cho hai nhóc mình nó đi học về nó ăn ha. Tại vì mấy bữa nay đi học vô học rồi cho nên về trễ, sáng học sớm chiều về trễ tới 6, 7 giờ, 8 giờ mới về tới nhà, cho nên là không có thời gian đi hái. Mình hái mình phải để nó thôi. Vui chưa, hái được nhiêu trái đây mừng không? Rồi bữa nay dắt mọi người đi tham quan cái cùng mình đi hái dâu, chia sẻ cho mọi người cùng chia vui. Rồi clip mình dừng ở đây ha. Rồi bye bye mọi người.